Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình Giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ, thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống tuần 33. Để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi. Trước khi đến với hoạt động viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi, chúng mình sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên, đó là quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Chúng mình có thể quan sát tranh trên màn hình cũng như tranh trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ có hai bức tranh và chúng mình hãy quan sát tranh và cho thầy biết là mọi người đang ở đâu. Cảnh vật nơi đó có gì đẹp và mỗi người đang làm gì và theo em cảm xúc của mọi người như thế nào. Trước tiên chúng mình hãy quan sát bức tranh đầu tiên nhé và hãy thảo luận cùng với bạn bè, anh chị và bố mẹ ở trong nhà xem là mọi người đang ở đâu. Cảnh vật nơi đó có gì đẹp và mỗi người đang làm gì và theo em cảm xúc của mọi người như thế nào. Trong bức hình đầu tiên, chúng ta sẽ quan sát bức tranh đầu tiên và hãy cho thầy biết mọi người đang ở đâu đấy các em. Chúng mình thấy trong bức tranh mọi người đang ở đâu và cảnh vật nơi đó thì có gì đẹp và mọi người đang làm gì và theo em cảm xúc của mọi người như thế nào. Hãy trả lời câu hỏi đầu tiên cho thầy nhé. Mọi người đang ở đâu đấy các em? Chúng mình thấy mọi người đang ở đâu? Chính xác, đó là mọi người đang ở trong rừng, đúng không? Chúng ta thấy quan sát lên chúng mình thấy là mọi người đang ở trong một khu rừng, đúng không? Và chúng mình thấy là có nhiều cây này, đúng không? Và cảnh vật nơi đó thì có gì đẹp? Chúng mình thấy cây cối thì như thế nào? À, cây cọ thì xanh mướt, đúng không? Đúng rồi. Cảnh vật nơi đó thì à đúng rồi, có rất nhiều cây xanh và thảm cỏ tươi mát này, đúng không? Đó là cảnh vật nơi đó. Vậy thì mỗi người đang làm gì? Chúng ta thấy là một người đang còn dựng lều. Lều đúng không? Còn các bạn nhỏ thì như thế nào? À, chính xác. Chúng mình thấy là một người thì đang còn dựng lều đúng không? Và các bạn nhỏ thì chuẩn bị củi để nhóm lửa. Và chúng mình hãy cho thầy biết là theo em cảm xúc của mọi người thế nào? Chúng mình thấy trên khuôn mặt của mọi người thì như thế nào đây các em? Chính xác, đó là mọi người đều rất vui và hào hứng, đúng không? Vậy thì bức tranh đầu tiên chúng mình thấy mọi người đang có một cuộc đi chơi, đúng không? Có thể là một cuộc đi picnic ở trong rừng, có thể là một lần cuộc đi cắm trại ở trong rừng, đúng không? Hoặc là một du lịch ở địa điểm có nhiều cây xanh và có một thảm cỏ đẹp nào đấy, đúng không? Và qua cảnh này chúng mình thấy là cảnh vật xung quanh thì rất là đẹp, đúng không? Mọi người thì rất là hào hứng và rất là vui, đúng không? Và mọi người, mọi công việc, chúng mình thấy một người thì đứng ở dựng lều và các bạn nhỏ thì kiếm củi và nhóm nhóm lửa, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy quan sát bức tranh thứ hai và cho thầy biết mọi người đang ở đâu và cảnh vật nơi đó có gì đẹp. Mỗi người đang làm gì? Và theo em, cảm xúc của mọi người như thế nào? Bức tranh thứ hai này chúng mình thấy là mọi người đang ở đâu đây các em? Chúng mình thấy mọi người đang, chính xác đó là mọi người đang ở một bãi biển, đúng không? Hay nói cách khác, mọi người đang ở biển, có thể là đi tắm biển, đúng không? Và cảnh vật nơi đó thì có gì đẹp? Chúng mình thấy cảnh vật thì như thế nào? Nước thì trong xanh, đúng không? Rất là nhiều người, đúng không? Cảnh vật thì đúng rồi, nơi đó có biển xanh và bờ cát vàng, đúng không? Và mọi người tới vui chơi và tắm biển, đó là cảnh vật xung quanh, đúng không? Chúng ta thấy cảnh vật xung quanh thì nước biển xanh này, đúng không? Có những bãi cát vàng này và có rất là nhiều người tới tắm biển, đúng không? Và mọi người đang làm gì nào? Có hai bạn nhỏ đang nghịch nước, đúng không? Và có hai người lớn đang ngồi trên bãi cát. Vậy thì chúng ta thấy mọi người đang làm gì? Chính xác, đúng không? Hai bạn nhỏ đang vui chơi, còn bố mẹ thì đang nhìn hai bạn nhỏ chơi đùa, đúng không? Và chúng ta thấy theo em thì cảm xúc của mọi người như thế nào? Trên khuôn mặt của mọi người chúng ta thấy thể hiện như thế nào đây?
Chính xác, đó là gì? Mọi người rất vui vẻ và hào hứng, đúng không? Vậy là đây là một cuộc đi chơi ở một bãi biển, đúng không? Chúng mình thấy là bãi biển thì có là cảnh vật nơi đây thì biển xanh này, nước biển xanh này và bờ cát vàng này. Mọi người có vui chơi tắm biển này, đúng không? Và mọi người thì mỗi người một việc, mỗi người có một hoạt động riêng, đúng không? Và hai bạn nhỏ thì nghịch nước này, còn bố mẹ thì nhìn hai bạn nhỏ chơi đùa. Và theo em thì cảm xúc của mọi người là, à đúng rồi, mọi người rất vui vẻ và hào hứng, đúng không? Thì qua bức tranh đầu tiên, chúng mình thấy là một cuộc đi chơi picnic cắm trại ở trong rừng. Bức tranh số 2, chúng mình thấy một cuộc đi chơi tắm biển nào đó, đúng không? Vậy thì dựa vào hai bức tranh này, chúng mình hãy thực hiện hoạt động số 2, đó là viết 4 đến 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân hoặc thầy cô, bạn bè. Chúng ta sẽ có những gợi ý như là, nếu như chúng mình kể về một buổi đi chơi, gợi ý đầu tiên chúng ta phải kể được đó là em đã được đi đâu, vào thời gian nào, có những ai đi cùng với em. Thì ở đây chúng mình phải kể được đó là vào đi đâu nhé. Chúng mình có thể đi cắm trại ở trong rừng, hoặc là chúng mình có thể đi tắm biển, hoặc là chúng mình có thể đi chơi ở các khu di tích lịch sử, đúng không? Tức là chúng mình phải kể ra được cái địa điểm mà chúng mình đi đâu. Và thời gian nào thì chúng ta thấy là thời gian được nghỉ hè, các dịp Tết, đúng không? Và có ai đi cùng thì chúng ta kể ra đó là, có thể là nếu như chúng ta đi cùng người thân thì đó là bố mẹ, anh chị em. Nếu như chúng ta đi thầy cô bạn bè thì chúng ta đi với các bạn ở trong trường thì chúng ta sẽ kể ra, đúng không? Và chúng mình thấy là gợi ý thứ hai, mọi người đã làm gì, làm những gì, giống như chúng mình quan sát trong bức tranh lúc nãy, đúng không? Thì chúng ta mà đi đi cắm trại đi picnic thì chúng ta thấy là một người đang dựng lều này, một người kiếm củi để nhóm lửa này, đúng không? Còn nếu mà đi tắm biển thì mọi người xuống chơi biển này, một số người ngồi trên bãi cát vàng nhìn theo này, đúng không? Vân vân. Và gợi ý thứ ba là mọi người có cảm xúc như thế nào trong chuyến đi đó, thì chúng ta thấy mọi người thì như thế nào trong hai bức tranh vừa rồi chúng mình quan sát đấy. Chính xác, đó là mọi người rất vui vẻ và hào hứng, đúng không? Tiếp theo chúng mình thấy là nêu cảm nghĩ của em về chuyến đi, đó là gợi ý cuối cùng, chúng mình sẽ nêu lên cảm nghĩ của chúng mình. Thì sau chuyến đi chúng mình thấy cảm thấy như thế nào? Sau chuyến đi em rất thích, đúng không? Theo chuyến đi em rất vui, em rất được muốn lần sau được đi chơi nữa, vân vân, đúng không? Vậy thì dựa vào những gợi ý này, chúng ta hãy bấm dừng video và viết 4 đến 5 câu kể về buổi đi chơi cùng người thân hoặc thầy cô bạn bè. Nếu như chúng ta kể để đi chơi về người thân thì chúng mình sẽ viết cùng người thân của mình nhé. Còn nếu như chúng mình đi chơi cùng với thầy cô thì chúng ta viết về thầy cô. Với đi chơi với bạn bè, chúng mình kể về đi chơi với bạn bè nhé. Sau khi chúng ta viết xong, thầy sẽ đưa lên một số bài văn mẫu cho chúng ta tham khảo. Và dựa vào đó, chúng ta sẽ hoàn thành bài viết của mình được chất lượng hơn. Và sau đây thầy sẽ đưa lên bài văn mẫu đầu tiên cho chúng ta tham khảo, đó là kể về buổi đi chơi cùng với người thân. Đây là bài mẫu 1. Hè vừa rồi em đã được đi biển chơi. Bạn ấy nói thời gian đó là hè, đi đó là cuộc đi chơi ở biển nhé. Bố em lên kế hoạch cho cả nhà được tham gia một chuyến đi thật thú vị. Gia đình em cùng nhau đi tắm biển. Bố dẫn hai mẹ con em tới ăn ở một nhà hàng hải sản rất nhiều món ăn ngon. Như vậy chúng mình thấy là đây là các hoạt động, đúng không? Thì chúng ta thấy đây là hoạt động của mỗi người. Em được ngắm nhìn những cảnh đẹp và chơi rất nhiều trò chơi thú vị. Cả gia đình em đều vui và hạnh phúc vì đã có quãng thời gian thật tuyệt vời ở đây. Đây là một chuyến đi thật đáng nhớ với em. Em mong sau này sẽ có thật nhiều những chuyến đi như thế. Đây là một bài viết về bạn ấy kể về cuộc đi chơi cùng với người thân, đó là gia đình của bạn ấy, bố mẹ và các em của bạn ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một bài văn mẫu số 2 kể về buổi đi chơi cùng với người thân. Hè vừa rồi em đã được đi biển chơi, bố em lên kế hoạch cho cả nhà được tham gia một chuyến đi thật thú vị. Gia đình em cùng nhau đi tắm biển. Bố dẫn hai mẹ con em tới ăn một nhà hàng hải sản rất nhiều món ăn ngon. Em được ngắm nhìn những cảnh đẹp và chơi rất nhiều trò chơi thú vị. Cả gia đình em đều vui và hạnh phúc vì đã có những quãng thời gian thật tuyệt vời ở đây. Đây là một chuyến đi thật đáng nhớ với em. Em mong sau này sẽ có thật nhiều những chuyến đi như vậy.
Và đây là bài văn mẫu số 2 nhé. Kể về buổi đi chơi cùng thầy cô và bạn bè. Đây là bài văn số 2. Em đã tham gia hoạt động dã ngoại cùng với các bạn. Hoạt động đó diễn ra ở công viên thành phố. Bạn ấy kể về tham gia một hoạt động dã ngoại cùng các bạn ở thành phố. Lần đó tất cả các bạn học sinh trong lớp em đều tham gia. Em và các bạn cùng nhau chơi trò chơi kéo co, biểu diễn văn nghệ, chăm sóc cây trong công viên. Em cảm thấy rất vui khi được cùng các bạn tham gia buổi dã ngoại đó. Đây là bạn ấy kể về một buổi đi chơi. Cụ thể hơn, đó là một buổi đi dã ngoại cùng thầy cô và bạn bè. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong tiết luyện viết đoạn tuần 23. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.